Mời các em theo dõi toán điền phân dung dịch trên kênh Emily Chemistry Aerobic. Câu 18. Như chúng ta biết, trong dung dịch có 0,2 mol đáy BaCl3, 0,4 mol COCl2 và 0,2 mol HCl. Như vậy cô có thể kết luận được trong dung dịch có 0,2 mol sắt 3 cộng, 0,4 mol đồng 2 cộng, 0,2 mol H cộng và 1,6 mol Cl trừ. Các ion tham gia điện phân ở cathode theo thứ tự tính oxy hóa tăng dần từ mạnh đến yếu. Như vậy, thứ tự điện phân của các ion tại cathode được viết như sau. Sắt 3 cộng cộng 1E cho ra sắt 2 cộng, CuO2 cộng cộng 2E cho ra Cu, H cộng cộng 1E cho ra 1,2 hydro, sắt 2 cộng cộng 2E cho ra sắt, nước 2 nước cộng 2E cho ra hydro và 2OH trừ. Mà theo như đề bài yêu cầu, khi ở cathode bắt đầu thoát khí thì bên anode thu được bao nhiêu khí? Như vậy có nghĩa là đề yêu cầu là cathode bắt đầu thoát khí thì ta không điện phân nữa. Ta có thể suy ra chỉ có sắt 3 cộng và CuO2 cộng bị điện phân hết. Còn H cộng chỉ mới bắt đầu điện phân, không đáng kể, nên ta không tính. Như vậy để có thể tính toán thì cô sẽ viết các phương trình từng cụ thể cho các em dễ hình dung này. Sắt 3 cộng cộng 1E cho ra sắt 2 cộng. Cô điền số mol sắt 3 cộng vào 0,2 thì số mol E là 0,2. Sau đó đến CO2 cộng cộng 2E cho ra Cu. Số mol CO2 cộng là 0,4. Vậy số mol E là 0,8. Như vậy tổng số mol electron ở cathode sẽ là 1 mol. Cathode bao nhiêu mol electron thì bên anode cũng có bấy nhiêu mol electron. Từ số mol của electron ta dựa vào công thức Ne bằng Y nhân T chia 96500 tính ra được thời gian điện phân, đơn vị giây. Còn xét bên anode, thứ tự phóng điện tại anode là Cl trừ phóng điện ra khí clo, sau đó đến nước phóng điện ra khí oxy. Thì ta xét khí clo phóng điện trước. Thì khi ta viết phương trình khí clo Cl trừ cộng 2E để ra khí clo, thì nếu như Cl trừ phóng điện hết thì tổng số mol E sinh ra là 1,6, các em nhìn lên bảng nha. Mà khi nãy ta mới tính là bên anode chỉ có 1 mol electron thôi. Như vậy là điều này chứng tỏ Cl trừ chưa bị điện phân hết. Mà Cl trừ chưa bị điện phân hết có nghĩa là bên anode nước chưa bị điện phân. Vậy ta sẽ điền lại là lấy số mol E 1 mol điền xuống, ta sẽ tính ra Cl trừ tạo thành là 0,5. Như vậy thể tích khí thoát ra anode chính là khí clo, lấy 0,5 nhân 2 4 ra 11,2 lít. Rồi, các em có theo dõi kịp không?